Rồi em chào kinh bonsai Cần Thơ, chào cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay thì em có về được một số phôi để giao lưu cùng cô chú anh chị. Địa chỉ của em ở đây là ấp Nhất, xã Thành Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Số điện thoại là 0933 890 474, cũng là số Zalo luôn nha. Thì đầu tiên thì giờ em bước vô cái số 1 là một phôi mai lùng lực nha. Đế nó sổ, đế đặc hết, dễ dàng tươi luôn. Cây này nó có chốm xù nhiều rồi. Đế bỏ đều hết, bốn mặt luôn, tứ diện hết. Đế cũng quái lắm. Dịch má đẻ một con 50.000, 50.000 một con dịch má đẻ đây cô bác ơi. Chi cành thì bỏ tứ diện hết. Vô thông số luôn nha. Cao là 65. Hoành ngay vị trí này là 39. Củ đế là 100. Cái này nó giót ngọn còn nhỏ xíu. 12. Cây này nó bể xù ra nhiều dữ lắm luôn nha, da me nè. Cây này nuôi là tương lai lên xù bích luôn. Rồi mã số 1 này em giao lưu với giá là 9 triệu, bao ship 300 km. Rồi em đổ phôi xuống. Rồi phôi số 2 là một cây trực lắc nha. Cây này cũng chi cành bỏ đều hết trơn. Đế quái này nhìn giống như con thú, nó lắc nhẹ. Rồi vô thông số luôn nha. Cao là 82. Hoành ngay vị trí này là 23. Rồi củ đặc đi. Củ đặc là 39. Hoành đế là 78. Rồi mã số 2 này em giao lưu với giá là 2 triệu, bao ship 200 km, 300 km. Rồi em đổi phôi luôn nha. Vô cây số 3. Một cây lùng nha. Cây trực. Có đóng cái cũ này cũng bự lắm, lớn lắm. Đế bỏ đều hết nha. Cây này là về cái bo vô là sống khỏe luôn. Rồi em vô thông số luôn nha. Cao là 48. Hoành ngay vị trí này là 26. Cũ nè. Cũ là 39. Đường kính bầu là 40. Rồi mã số 3 này là em giao lưu với giá là 1,8 triệu, bao ship 300 km. Em đổ phôi luôn. Rồi mã số 4 cũng là một cây trực nha. Cây này nó có cái củ lớn lắm.
củ đế đặt hết luôn. Cây này già cây lắm, nó lên da cóc hết. Đế trong này còn đế lót ở trong này nữa nha, đế lót. Rồi, em đo thông số luôn. 70 chiều cao. Hoành ngay vị trí này là 24. Củ xích xuống đây là 35. Củ đế là 109. Rồi mã số 4 này là em giao lưu với giá là 2.400.000, bao ship 300 km. Số điện thoại của em là 0933890474, cũng là số Zalo luôn nha. Cô chú anh chị nào thích phôi nào thì alo. Rồi em đổi phôi luôn. Rồi mã số 5 là một cây quái nha. Cây này có bộ đế nó quái. Giống như hai ba con mà đeo một mẹ vậy. Rồi, em đo thập số luôn. Cao là 33. Thân mẹ nó là 15. Tổng là 31. Đường kính bầu nha, chiều dài là 40. Ngang là 28. Rồi mã số 5 này em giao lưu với giá là 1.500.000, bao ship 300 km. Rồi em đổ phôi luôn. Rồi mã số 6 là một cây bay. Cây này nó có lên xù nhiều nha, xù lên cọm hết. Lên quá trời nhiều. Dưới đây đó, cái củ nó là nó lên xù rồi nó dính lại, nó thành một cái bệ luôn. Có cái này là bị lũa mà nó kéo ra sành hết rồi. Cây này là em bao sống khỏe luôn. Rồi, chiều cao nó là 70. Hoành thân là 22. Này là cái củ đặt nha. Đặt là 51. Hoành đế là 91. Rồi mã số 6 này là em giao lưu với giá là 2.500.000, bao ship 300 km luôn. Rồi em đổ phôi luôn. Rồi bước vô mã số 7 nha, là một cây trực. Cây này nó có củ đế rất đẹp luôn, sổ nôm xuống dưới này còn đế giữ nhiều lắm. Cây này nó có lên xù nách hết rồi nha cô chú anh chị, nó lên xù nách hết.
Đây nó có một bạch xù đây. Chi cành đóng đều hết nha, tứ diện hết nha. Con này về là mau chơi lắm. Rồi cái này rồi cái này em đo nhiều thông số nha, tại vì cây này cũng hơi khó đo. Cao là 88. Hoành ngay dưới chi cành 1 nha. Là 48. Đây đi, ngay eo đi. Ba mươi ba. Củ đế là 90. Số nôm là 27. Rồi mã số 7 này em giao lưu với giá là 14 triệu. Bao ship 300 km. Rồi, đó coi luôn. Rồi mã số 8 là một cây bay nha. Cây này nó chi cành nó bỏ đều hết trơn. Cây này về là mau chơi lắm nha cô chú anh chị. Đế đặt quẹo dưới này hết luôn. Đế là giáp cái bầu luôn nha. Cộng lực lực không đặt hết. Cây này là sống khỏe rồi nha. Nó đâm tược giáp hết nè. Rồi vô thông số luôn nha. Chiều cao nó là 82. Cái chiều phóng ra là 88. Hoành là 47. Hoành chuẩn luôn nghe cô chú anh chị. Củ đế là 150. Cây này nhìn ở ngoài là nó lực lắm nha. Rồi mã số 8 này em giao lưu với giá là 13 triệu 500, bao ship 300 km. Rồi em đổ phôi luôn. Rồi mã số 9 là một cây sù nha. Cây này nó sù quá trời luôn, nhiều lắm, khoảng 70% à. Cây này nó đâm tược sống khỏe nha, em chừa mấy cái này để về cô chú anh chị nào có ghép thì dễ ghép hơn, ghép lẹ chơi hơn. Xù mà nó đế nó cũng đạt lắm nha, bỏ tứ diện hết, xù lên cộm.
Rồi, em đo thông số luôn. Cao là 52. Hoành ngay đây là 45. Ngay vị trí này nha. Hoành eo. Ngay chỗ chân chỗ cái eo nhỏ nhất. 33. Đường kính bầu là 49. Rồi cái xù mã số 9 này là em giao lưu với giá là 13 triệu, bao ship 300 km. Rồi em đổi phôi luôn. Rồi mã số 10 là một cây lùng lực nha. Cây này là cây giảo chín 12 cánh nha cô chú anh chị. Cây này nó cũng lên xù nách nhiều lắm mà. Lùng lực mà bốc măng luôn nha. Thân lắc luôn. Thân lắc. Dòng lắc rất là khéo nha. Đế thì sổ nôm đặt hết. Chi cành bỏ tứ diện luôn. Cây này về nuôi là tương lai lắm nha cô chú anh chị. Cây này là cây giảo nha, em bao giảo luôn. Rồi, thông số luôn. Cao là 65. Hoành ngay vị trí này là 53. Đó, xích trên chút nữa. Xích trên là 48. Giót ngọn 15 nha. Củ đế này là khoảng 120. Cây này nuôi cũng tương lai dữ lắm nha. Cây này là khỏi ghép. Chơi cây ghim luôn. 9-12 cánh luôn, em bao luôn. Em có mặt bông luôn. Cô chú anh chị nào ưng thì em gửi hình cụ thể. Rồi em đổi phôi luôn. Rồi mã số 10 này là cây giảo nha. Em giao lưu với giá là 25 triệu. Bao ship 300 km. Rồi em đổi phôi luôn. Rồi mã số 11 là một cây trực nha. Cây này một cốt rất là năng cây. Chi cành bỏ đều hết, tứ diện hết nha. Đế thì ok, bốn mặt tứ diện hết. Đế đặt hết trơn luôn, cộng bự bự không. Đế này cũng quái lắm nha cô chú anh chị. Như con bạch tuộc vậy. Một cốt giót ngọn luôn. Cái này nuôi là tương lai lắm nha. Rồi em vô thông số luôn nha. Cao là khoảng 1m8. Thoát thân là 70. Chi cành một là 22. Rồi hoành chuẩn nó luôn nha. Là 50. Hoành chuẩn 50. Củ đế này là giáp cái bầu luôn.
khoảng 180. Rồi mã số 11 này là em giao lưu với giá là 15 triệu, bao ship 300 km. Số điện thoại của em là 0933 890474, cũng là số Zalo luôn nha. Rồi em đổi vôi luôn nha. Rồi mã số 12 là một cây trực nha, cây này là cũng là cây giảo nha, 7-9-12 cánh. Cây củ đế rất là lực nha. Quá trời một ôm luôn. Cộng bắp bắp không? Quá trời. Cho thông số luôn nha. Cao là 1m3. Cây này nó vót ngọn là còn 16 rồi nha. Hoành là 43. Ngay vị trí này nha. Còn tổng, tổng chùm nhánh tử luôn là 64. Củ đế này là 107. Cây sổ nôm là 30. Cây này là cây giảo nha, 7-9-12 cánh. Cũng có chốm sụ ở đây nè, ít thôi. Cái này tương lai nó cũng lên sụ như này hết nha. Nó cũng sáng hết. Rồi mã số 12 này là em giao lưu với giá là 23 triệu, bao ship 300 km. Rồi em đổi cây luôn. Rồi mã số 13 là một cây tàn nha. Thân cốt chi tàn đóng đều luôn. Mũ đế này rất là lực. Cộng dữ dữ không? Bự không? Cây này là chơi Tết được luôn nha cô chú anh chị. Mướn về cũng hơi lâu rồi mà nó giữ được bộ lá này là Tết mình chơi được nha. Em bông vô đây cho nó ấm cái bầu, nó giữ bộ lá lại. Để dưới này là có hết nha. Cộng lực lực không? Cây này già cây lắm mà, lên da cóc hết trơn.
này là em bứng về khoảng 10 ngày, mười mấy ngày rồi mà nó không có xuống lá thì giữ được bộ tàn cho Tết. Rồi, cho thông số luôn nha. Cao này là khoảng 3 mét, tán ngang thì 2 mét rưỡi. Nếu mà sạc ra chắc cũng cỡ 3 mét. Thoát thân là 65. Hoành ngay đây là 48. Củ đế này lớn lắm nha. Khoảng 200-201. Rồi mã số 13 cũng là mã số cuối cùng nha. Em giao lưu với giá là 22 triệu, bao ship 300 km. Thì cuối clip cũng rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ. Em chân thành cảm ơn ạ.